Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với cả Huy Phùng PC. Và từ xưa đến giờ mà khi anh em cứ nhắc đến những cái dòng sản phẩm của ROG thì tâm lý của mọi người có hơi ngại ngùng một chút, bởi vì đa số những anh em nào mà yêu công nghệ đều biết rằng những cái dòng sản phẩm của ROG đều là những cái dòng sản phẩm mà gaming thiên hướng về cái phân khúc cao cấp của nhà Acer, nên cái mức giá của nó khi mà mọi người tiếp cận ấy, nó sẽ khá là cao khi mà so sánh cùng với cả phân khúc với những cái sản phẩm khác ở trên thị trường. Nó mang lại những cái trải nghiệm gaming tốt nhất này cho những cái em game thủ chuyên nghiệp, và thậm chí là những cái người mà yêu thích những cái món đồ công nghệ mà ROG nó mang đến cho anh em nữa. Và điển hình ấy thì chúng ta có một chiếc màn hình đến từ ROG ở đây. Và đây là một em màn hình ROG XG279 đến từ nhà Acer. Và cái thời điểm ra mắt ấy thì nó có cái mức giá trên 16 triệu đồng. Và một cái con số mà mình phải nói rằng đấy là rất là khó để có thể là tiếp cận đến những cái anh em gamer. Và mình thực sự nói rằng là tại cái thời điểm đó ấy thì 170Hz cũng như là độ phân giải 2K nó vẫn đang là một cái gì đấy nó khá là khó tiếp cận. Và cái, tại cái thời buổi hiện giờ thì màn hình cũng như là cái công nghệ nó cũng đang dần dần phát triển, và nó cũng sẽ mang đến cho mọi người những cái tần số quét cao hơn. Ví dụ như là 360Hz, và Asus cũng đã ra được một cái mẫu màn có tần số quét lên tới 540Hz rồi. Vậy thì cái em màn hình XG279 này 170Hz độ phân giải 2K nó có cái gì? Và tại cái thời điểm này ấy, thì nó không khó để có thể chúng ta tìm được một cái màn có cái thông số tương tự với cái mức giá rẻ hơn. Vậy thì cụ thể tại sao em màn này nó lại mang đến những cái trải nghiệm tốt đến như vậy với cái mức giá dưới 12 triệu đồng? Và cái giá trị của nó ở đâu? Thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Ok, và cái điểm thích nhất của mình về chiếc màn hình ROG XG279 này chắc chắn phải nói đến cái thiết kế của nó rồi. Bởi vì ngay khi mà nhìn vào cái thiết kế thôi ấy, thì mình đã thấy được cái sự chỉnh chu và cái sự tinh tế của những cái em màn đắt tiền rồi. ROG XG279 có một cái thiết kế khá là hiện đại và thể thao, và với những cái đường nét chủ đạo theo cái phong cách truyền thống của ROG ở mặt sau lưng, kèm với cái logo Republic of Gamer được trang bị với LED RGB cực kỳ sáng và đẹp đẽ này, và chắc chắn nó cũng sẽ cực kỳ nổi bật ở trên cái góc làm việc cũng như là setup màn hình của anh em. Tiếp theo nữa, đó chính là cái cảm giác mà khi mà mình nhìn trực tiếp vào cái chiếc màn hình này từ phía trước, đó chính là nó mang cho mọi người một cái cảm giác rất là thoáng mát và sạch sẽ, bởi vì cái viền của ROG nó làm rất là mỏng. Nó tạo cho mình một cái cảm giác trải nghiệm rộng rãi hơn này. Viền mỏng thì nó cũng sẽ giảm thiểu những cái yếu tố làm mình phân tâm khi mà mình sử dụng màn hình. Điều này sẽ giúp cho mọi người tập trung hơn ở trên màn hình, mà mọi người lại không bị phân tâm bởi những cái phần viền dày cũng như là những cái chi tiết không cần thiết ở bên xung quanh màn hình. Asus ở đây cũng chọn cách tích hợp những cái nút điều khiển joystick ở mặt sau nữa. Thế nên là khi mọi người nhìn thẳng vào cái chiếc màn hình này, mọi người sẽ cảm thấy là nó không có quá nhiều chi tiết thừa thãi, chỉ đơn giản là một cái logo ROG ở dưới màn hình, giúp tránh gây phá vỡ cái thiết kế sexy của em nó mà thôi. Ngoài ra thì cái chân đế của màn hình ROG nó cũng sẽ được làm khác hơn so với những cái em màn mà sử dụng những cái chân đế phổ thông ở trên thị trường. Đây là một chiếc chân đế được thiết kế với 3 trụ chân bằng kim loại. Cũng dễ hiểu bởi vì kích thước cũng như trọng lượng của em màn 27 inch khá là nặng, thế nên là nó cũng sẽ tăng độ vững chãi hơn và chắc chắn là nó sẽ cao cấp hơn khi mà sử dụng rồi. Ngoài ra thì với cái chân đế ở một cái chiếc màn hình cao cấp như thế này thì mình nghĩ cũng hiếm khi ai mua về để có thể lắp arm, bởi vì là nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hết những cái góc độ khó tính nhất, kể cả là anh em có dựng dọc đi chăng nữa, anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh độ cao, góc nghiêng và xoay hoàn toàn cực kỳ dễ dàng ở trên chiếc màn hình ROG XG279 này. Và cái điểm đặc biệt hơn nữa đó là đến cái chân đế thôi, nó cũng sẽ được trang bị một cái đèn LED chiếu xuống, cảm giác như là đèn của một tàu vũ trụ ở trong không gian mà nó chiếu đèn xuống vậy. Còn về hiệu năng và trải nghiệm thì sao? Thì điểm qua một chút thì đây là một chiếc màn hình gaming với cái kích thước 27 inch, tấm nền phát IPS và tỷ lệ 16:9, độ phân giải 2K 2560x1440, tần số quét 170Hz và cái tốc độ phản hồi 1ms. Về độ sắc nét của màn 2K thì mình nghĩ rằng là không còn gì phải bàn cãi rồi, vì bỏ qua tất cả những cái yếu tố đi, ví dụ như là kể cả mọi người chơi eSports thì mình nghĩ rằng là mọi người chỉ cần mua những cái em màn mà có cái độ phân giải Full HD thôi là mọi người đã chơi quá là đầy đủ rồi. Nhưng cái lợi ích của 2K ở đây mọi người có thể tìm thấy ở những cái tựa game AAA, ở trên những cái phương tiện giải trí như là mọi người xem phim này, hay là mọi người sử dụng văn phòng hàng ngày. Bởi vì là mọi người cần đến cái sự sắc sảo của hình ảnh này, cái độ nột nà của yếu tố đồ họa khi mà mình trải nghiệm thì nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cả màn hình Full HD. Bởi vì là màn 27 inch nữa, thế nên là khi mà mọi người sử dụng cái độ phân giải 2K ấy thì cái chi tiết cũng như là những cái icon, những cái bo góc bên cạnh, những cái chữ nó cũng sẽ rõ ràng hơn, nó không bị mờ và nó thật mắt hơn rất là nhiều. Còn về hiệu năng cũng như chơi game thì như mọi người có thể thấy, vì nó là một em màn 27 inch 2K 170Hz,
và sử dụng cái tấm nền Fast IPS, thế nên nó hoàn toàn có thể đáp ứng được hết tất cả những cái nhu cầu gaming hiện giờ. 27 inch thì nó không phải là quá lý tưởng dành cho những cái tựa game mà try hard esports như là CS2 Valorant, vì khi mà chơi ở cái độ phân giải Full HD hay là mọi người chơi ở những cái độ phân giải HD ở trên những cái màn 27 inch ấy thì nó cảm giác rất là mờ và nó rỗ hơn rất là nhiều. Nhưng ở những cái tựa game simple như là PUBG, Apex Legends thì những cái tựa game mà cần phải nhìn xa này và mọi người cần phải để ý thật là nhiều chi tiết xuất hiện ở trên màn hình ấy, thì cái màn hình 27 inch này nó lại rất tốt trong những cái việc mà phát hiện kẻ địch, và nó được giúp cho mọi người có thêm một cái nhìn bao quát xung quanh, đặc biệt là về cái vấn đề bản đồ nữa, mà chưa kể là nó còn được trang bị tần số quét lên tới 170Hz, độ trễ 1ms, thế nên độ mượt mình nghĩ là mọi người không cần phải bàn cãi nhiều. Mình có trải nghiệm CS2 và Valorant ở trên chiếc màn hình này thì mình thấy rằng 170Hz thì tại thời điểm hiện tại nó chỉ ở mức vừa phải mà thôi, bởi vì là bây giờ ở trên thị trường nó cũng đã có rất là nhiều mẫu màn hình được trang bị 170Hz rồi. Chỉ có cái điều khác biệt ở màn hình LG so với những cái em màn hình gaming khác ở trên thị trường ấy, đó chính là những cái công nghệ mà nó được trang bị mà thôi. Ở cái menu tinh chỉnh ấy, thì mọi người có thể thấy rõ ràng là chiếc màn hình này được trang bị vô vàn những cái công nghệ mà chúng ta có thể là đem lại được một cái trải nghiệm tốt nhất dành cho gaming. Đầu tiên ấy, chúng ta có thể nhắc đến cái tính năng Overdrive hay còn được gọi là OD. Thì cái tính năng Overdrive này ấy, ở trên màn hình ấy, nó sẽ là một cái công nghệ được sử dụng để giảm thiểu những cái hiện tượng mờ nhòe trong khi chuyển đổi những cái hình ảnh nhanh ở trên màn hình LCD. Bởi vì khi một pixel LCD chuyển từ màu đen sang màu trắng hoặc ngược lại thì cái thời gian phản ứng của nó có thể làm cho những cái hình ảnh trở nên không được rõ ràng và chắc chắn là nó sẽ có những cái vết nhòe. Và cái này ấy, thì nó sẽ rất tốt dành cho những cái anh em nào chơi những cái tựa game bắn súng FPS, bởi vì khi lúc này ấy, những cái hoạt ảnh di chuyển ở trên màn hình cũng như là mọi người vẩy tâm vào địch ấy, thì địch nó cũng sẽ trở lên rõ hơn và những cái thao tác sấy súng ở trong game nó cũng sẽ bớt nhòe đi rất là nhiều, và đây chắc chắn là một cái điểm đáng tiền ở trên màn hình ROG. Ngoài ra chúng ta còn có cả Adaptive Sync lẫn G-Sync được trang bị trên chiếc màn hình này nữa, thì nôm na nó cũng sẽ là một cái công nghệ chống xé hình chuyên dành cho những anh em nào chơi những cái tựa game AAA, vì lúc này nó sẽ điều chỉnh tần số quét màn hình phù hợp với tốc độ khung hình. Điều này nó sẽ giúp cho mọi người trải nghiệm những cái tựa game AAA của mọi người tốt hơn rất là nhiều. Nhưng nếu chơi eSports thì mình khuyến khích mọi người không nên bật G-Sync cũng như là Adaptive Sync nhé, bởi vì nó sẽ tăng độ trễ trên màn hình đấy. Và một trong những cái tính năng đáng tiền nhất ở trên chiếc màn hình ROG này đó chính là công nghệ Shadow Boost. Bởi vì khi mọi người kích hoạt nó lên ấy, thì nó sẽ làm tăng cái độ sáng ở những cái khu vực tối ấy, và giúp cho mọi người có thể dễ dàng nhìn được thấy những cái chi tiết ở trong những cái khu vực tối hơn. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái lợi thế cực kỳ lớn dành cho những anh em nào mà chuyên chơi những cái tựa game PvP, ví dụ như là CS2 và Valorant. Và chắc chắn là nơi mà mọi người cần phải làm mọi thứ để có thể giành được chiến thắng, cho dù là độ trễ và cho dù là cái công nghệ Shadow Boost này thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải cần đến nó. Còn về độ bao phủ màu ở trên ROG XG279Q này thì sao? Thì cái độ bao phủ màu của nó đạt lên tới 130% sRGB, DCI-P P3 đạt tới 95%, tỷ lệ độ tương phản của nó là 1000:1. Thì chắc chắn khi anh em nghe thấy những cái thông số này thôi thì đều liên tưởng đến được là anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái màn này để có thể làm được những cái công việc liên quan đến sáng tạo hay là làm một chút liên quan đến design, editor hoàn toàn là thoải mái luôn. Và màn này còn được trang bị sẵn luôn cả công nghệ HDR10, hỗ trợ nhiều cái phạm vi độ sáng để có thể mang lại được cái giải màu rộng hơn và cái độ tương phản cao hơn so với những cái màn hình truyền thống. Ngoài ra ấy, thì cái độ sáng màn hình này có thể tăng lên đến mức 400 nits. Và đồng thật là khi mà mình trải nghiệm cái màn này thì nó có quá nhiều công nghệ để có thể giải thích hết chúng ở trong một cái kịch bản. Từ cái việc thiết kế đẹp đẽ đến cái việc điểm nhấn của ROG ở trên chiếc màn hình này, chất lượng build của nó rất là chắc chắn này, cái tính năng tùy chỉnh về cả màn hình cũng như cái công nghệ đều rất là linh hoạt. Nó hỗ trợ tốt cho tất cả những cái tựa game từ AAA, eSports lẫn đến làm việc design. Thì cái việc mà sở hữu ROG XG279Q có một cái mức giá cao, mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái điều dễ hiểu thôi. Anh em nghĩ sao về chiếc màn hình này? Hãy cho mình một comment, một nhận xét ở bên dưới, và đừng quên một like, một subscribe để ủng hộ cho Huy Phùng PC nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.